À, xin chào các bạn hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn cái câu hỏi là kênh các bạn làm về nhạc thì các bạn có được bật kiếm tiền hay không thì trước tiên á là mình xin nhắc lại là nếu mà các bạn tự sáng tác thì các bạn vẫn được bật kiếm tiền nhưng mà đa số thì chúng ta lấy lại những cái bản nhạc của người khác thì những bản nhạc đó mặc dù là miễn phí bản quyền thì youtube nó vẫn không xét duyệt ha thì theo quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì những kênh nào làm về nhạc thì sẽ bị một cái lỗi đó là sử dụng lại nội dung. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái câu hỏi này bằng cách là các bạn sẽ theo dõi cái kênh nhạc của mình có tên là EDM Go. thì đây là cái kênh idm go của mình kênh thứ hai của mình ha đó thì các bạn thấy là khi mà các bạn vào trong cái video này thì các bạn thấy là nó hiển thị cái quảng cáo ở trên cái video như vậy các bạn cứ nghĩ là kênh của mình đã được bật kiếm tiền do đó nó mới xuất hiện quảng cáo đúng không nhưng mà sự thật thì không phải như vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào trong cái kênh edm go của mình để phân tích cho các bạn thấy ha thì cái kênh edm go của mình thì lập cách đây cũng hơn một năm rồi và hiện nay thì kênh của mình chưa được bật kiếm tiền thì có những cái video mình đưa lên á. Ví dụ như là cái video các bạn vừa xem mà xuất hiện quảng cáo thì nó bị hai cái lỗi, lỗi thứ nhất đó là à, chế độ hiển thị là nó sẽ bị chặn ở một số quốc gia. Cái lỗi thứ hai đó là khiếu nại về bản quyền. Bây giờ mình bấm xem chi tiết. Thì à, YouTube nó rất là rõ ràng ha. Cái thứ nhất là về kiếm tiền là không đủ điều kiện kiếm tiền. Tức là bạn chưa có tham gia đối tác của YouTube nha. Cái thứ hai là bị chặn một phần. Bị chặn một phần, các bạn nhấn vào xem chi tiết. Thì nó sẽ thông báo là những cái quốc gia này là những quốc gia có lượt xem kênh cao nhất thì hiển thị bình thường. Trong đó có bốn quốc gia bị chặn. Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thị Điển, và nó liệt kê ra những cái video nào mà bị uh, vi phạm nhưng mà cái điều này thì nó sẽ không ảnh hưởng đến kênh hoặc là mình có up cái video của Alan Walker thì nó cũng thông báo nè là khiếu nại về bản quyền đó là tất cả những cái bài hát này là đã bị vi phạm. Thì bây giờ mình sẽ vào à, kiểm tra xem một cái kênh mà có đủ điều kiện bật kiếm tiền hay không. Thì các bạn sẽ vào trong cái mục là kiếm tiền. Thì ở trong mục này nó sẽ liệt kê ra cái nội dung mà không được bật kiếm tiền ở đây là gì. Nó sẽ ghi nè dùng lại nội dung của người khác mà không thêm nội dung gốc có giá trị bình luận hoặc giá trị giáo dục tức là ở đây là mình lấy nguyên cái bài hát của người khác để mình đưa vào trong video thì vô hình chung là có rất nhiều người cùng sử dụng bài hát này để đưa lên trên kênh của họ do vậy là youtube nó đã chặn lại tức là nó không cho phép kiếm tiền nhưng mà tại sao các bạn thấy quảng cáo nó xuất hiện? Thì điều này đồng nghĩa là cái quảng cáo đó nó sẽ thuộc về cái chủ sở hữu bài hát đó. Thì đây là lần thứ ba mà mình gửi đăng ký bật kiếm tiền và không thành công. Bởi vì để bật kiếm tiền thì các bạn phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là kênh các bạn phải À, có 1.000 lượt người đăng ký thì hiện nay mình 9 400 là cái một dấu chết màu xanh cái điều kiện thứ hai là cần phải 4.000 giờ xem trong vòng 12 tháng gần nhất thì hiện nay mình là rất là nhiều rồi là 376.000 đó nếu mà mình đăng ký lại thì nó cũng sẽ không được chấp nhận để được chấp nhận thì bắt buộc mình phải xóa đi những cái video về nhạc ví dụ như video này hai video này có được xem rất cao mặc dù là không vi phạm gì nhưng mà youtube nó cũng à, yêu cầu mình là phải xóa đi nếu mà được bật kiếm tiền còn không thì vẫn bị cái lỗi là sử dụng lại nội dung à, như vậy là mình à, vừa chia sẻ với các bạn là cái kênh nhạc có được bật kiếm tiền hay không nếu mà bạn nào đang làm về nhạc mà không phải là nhạc mà do các bạn tự sáng tác thì các bạn tốt nhất là hãy dừng lại và chuyển qua một cái uh, nội dung khác để các bạn tiết kiệm thời gian hơn nếu bạn thấy video hữu ích thì hãy nhấn nút like xe cũng như là đăng ký kênh à, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau